Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh của Thiện Hà Lây. Và như thường lệ, đây lại là một cái video clip báo giá và ưu đãi toàn bộ xe Hà Lây. Nhưng mà ở đây là Hà Lây Phú Mỹ Hưng nha anh em, quận 7. Ok, cùng tìm hiểu nha anh em. Ok anh em ha, thì Thiện vừa mới bước vào showroom ở ngoài. Hôm nay bây giờ đang là 1:30, nắng dữ lắm anh em. Đó, cho nên là tạm thời bước vào trong đây, chứ đứng ở ngoài nữa chắc là táo quả luôn á. Rồi anh em ha, thì hiện giờ Thiện đang là ở Hà Lây Phú Mỹ Hưng, quận 7. Hôm nay thì làm chung, trực chung với lại bạn Linh. Linh ơi, chào mọi người. Linh Hà Lây. Kênh YouTube đăng lên nha anh em, rất là hay, có những video review về xe cũng khá là ấn tượng, cho nên là anh em có gì để lại cái hình ảnh đây, anh em vô ủng hộ coi kênh của Linh ha. Rồi giờ Thiện sẽ quay ngược cái camera lại để có thể review từng xe và báo giá trong tháng 8 này có những cái xe gì ở Phú Mỹ Hưng này nha anh em. Ok rồi anh em ha, thì như thường lệ những chiếc khủng long sẽ được đặt ở đây ha. Và đây là chiếc Brookline 2021 màu Whiskey Fire, cũng khá là hợp với cái thời tiết ở ngoài anh em ha, nắng rất là đẹp anh em ha. Thì cái màu này nhiều anh em coi qua cái video này thì thấy nó hơi màu cam cam, nhưng thật ra cái này là màu đỏ nha anh em, do cái nước sơn qua cái màn hình nó không có được rõ, nó không có được hoàn toàn 100% đâu anh em ha. Như mắt thường của mình hoặc là anh em đẩy cái xe này ra ngoài nắng đó thì nó sẽ ok hơn. Rồi chiếc này là 1.449.900.000. Thì cái dòng xe Roadline 2024 này Thiện đã review cho anh em rồi ha, rất là đẹp, xe nhẹ hơn, mạnh hơn, công nghệ nhiều hơn, làm mát tốt hơn, cái gì cũng hơn hết ha. Chỉ có cái không hơn là về giá không tốt hơn cái đời cũ 23 thôi anh em ha, 23 giá tốt hơn. Rồi đó, đây là chiếc Pan America Special 1250 anh em ha, phiên bản màu, màu này là màu Ray Metallic đó. Đây à, Gunship Ray Metallic đó. Thì giá xe là 869 triệu, nhưng mà xe này đang giảm 300 triệu ha. Rồi quá tuyệt vời, anh em nào muốn trải nghiệm thì chơi thẳng cái xe này luôn đó, mua thì sẽ bảo hành anh em ha. Xe này là chiếc ADV đầu tiên của Harley Davidson, chiếc xe rất là ok, chỉ có điều là nó chưa được trụ bởi vì nó mới thôi, cho nên em lo. Chứ thật ra xe chạy ok, không vấn đề gì anh luôn ha. Ở bên quận 7 này thì cơ bản mọi thứ cũng chưa có hoàn chỉnh 100% anh em ha. Cửa thì đã có rồi nhưng mà chưa có logo, cho nên là nhiều anh em đi ngang qua cũng hơi khó tìm. Chỉ có cái cờ Harley Davidson ở ngoài, có xe demo để mà bàn uống cà phê. Thì ví dụ như mà sáng thứ bảy chủ nhật nào anh em mà đang có chưa biết đi đâu, qua ghé qua đây uống cà phê ha. Nếu mà Thiện làm ở đây thì uống chung với Thiện. Rồi trở về xe lại thôi. Đây là chiếc Breakout 2024 màu đen. Màu đen 2024, nhìn đâu khác gì 23 đâu anh em ha. Giá thì có nhỉnh hơn 10 triệu so với lại 23. Đó thì Thiện mới nói là mỗi năm Harley nó lên giá, cho nên là thời điểm nào mà mua xe tốt nhất thì chính là ngay tại thời điểm bây giờ. Nếu anh em suy nghĩ về chiếc xe Harley Davidson, anh em mua liền tại chỗ ngay tại thời điểm này thì đó là cái thời điểm giá tốt nhất anh em ha. Breakout thì là một mẫu xe nó gọi là bán chạy nhất hiện giờ trong dòng Softail nha anh em. Từ 2023 mà nó ra cái mẫu này, thay đổi về bình xăng rồi máy rồi chrome rồi mâm ghi đông rồi này nọ là coi như là xe best seller, bán chạy hơn là Fat Boy luôn anh em ha. Thật ra nó cũng khá là đẹp nè anh em ha, rất ấn tượng với chiếc Breakout này ha, quá đẹp. Rồi yeah, bên đây thì xe được sắp xếp nó cũng thoáng hơn hả, dễ tổng quan em nhìn cái là thấy hết xe rồi ha. Còn trước mặt anh em đây là chiếc Softail Standard anh em ha. Đó, Softail Standard thì cái tên nó gọi khác chút cho chiếc Streetbox thôi, thực ra nó cũng là form Streetbox thôi. Màu đen 679 triệu, ưu đãi 50 triệu ha anh em ha. Còn cái bản này ưu đãi gì tới 100 triệu gì ta, chắc để lộn á, nhưng mà biết đâu anh em ha, biết đâu được. Mùa này mà xe 23 giá ưu đãi dữ lắm. Thì cái form này thì nói chút xíu cho anh em ha, nó giống như Streetbox vậy đó, nhưng mà Softail Standard thì là máy chrome, mà chrome satin nha anh em,
room màu đó, chứ không phải là room bóng nè. Một yên máy 107 là 1745cc anh em ha. Còn lại thì y chang, cái form y chang như là Sweetbox vậy đó, không khác gì hết đó. Xe này tính cá nhân hóa cao anh em ha. Nếu mà anh em thích một cái xe mà mua về cơ bản để độ chạy và gia nhập nhập môn của dòng shop L2 này đấm xanh thì chiếc này là đáng cân nhắc nha, đẹp lắm, chạy ok, chạy bền người bền xe ha. Rồi kế bên xe này là quá quen thuộc rồi ha, anh em nhìn cái đầu là anh em có thể nói được cái tên rồi, Fatboy 2024 anh em ha. Đây 899 triệu, Fatboy thì là mẫu xe huyền thoại rồi. Năm nay thì bán hơi chậm hơn so với mấy năm trước, tại vì breakout nó đang hot hơn ha. Nhưng mà thật ra mẫu này vẫn rất đẹp nha anh em. Được cái là cái chỗ để chân nè thoải mái, tư thế ngồi lái thoải mái. Cái ghi đông này nó đưa về cái phía người lái mình hơn nè, đưa về phía mình người lái ngồi thẳng lưng hơn, chạy dễ chịu hơn, dễ chịu hơn nhiều. Còn khó chạy không thì anh em có kỹ năng là chạy được, tại vì cái bánh trước nó hơi to 160 thì ôm cua đồ này nọ thì đôi lúc cũng phải kỹ năng chút xíu. Không có xe nào khó chạy đó anh em ha, mình chạy quen là chạy được hết. Còn nếu mà nói về cái xe mỗi một cái mục đích sử dụng nó khác nhau, chẳng hạn như nếu mà nói Fatboy mà để anh em đi tour mà hơi gọi là có đèo, đi hơi hardcore chút xíu thì hơi khó, chạy hơi mệt thôi chứ vẫn chạy được ha. Rồi muốn chạy hardcore, muốn chạy đa địa hình, muốn chạy thoải mái, muốn chạy linh hoạt, Fatboy, Fatboy thì không phải chê rồi anh em ha, quá đẹp. 809 triệu, màu gray hay. Cái chiếc xe này hôm bữa có những tay đua mà giải của Harley Davidson á, tới trực tiếp ngồi chạy trải nghiệm mà cảm thấy đây là một chiếc xe quá hay. Anh em nhìn nè, full upside down hay phanh dĩa, lớp mảng cầu gai anh em ha. Thấy gàn chân, thấy chất lượng rồi. Đèn chữ nhật không giống ai hết, đặc biệt khác biệt trong dòng shop teo. Máy 1141868cc, bình xăng 13,2 lít anh em ha. Đó, đuôi vuốt cũng khá là đẹp. Cái gà này hơi xấu anh em ha, nếu cá nhân mình thấy thì giờ cái gà này qua tùy anh em cảm nhận thôi, mà thì không thích. Đã là xe hiệu suất cao, chạy chơi thì quăng qua đó làm bóc bơ chạy cũng vẫn là đẹp ha. Sẵn yên nè anh em, đó ưu đãi 50 triệu anh em ha, 809. Ưu đãi 50 triệu là Thiện thông báo vậy thôi, anh em mà thích thật sự liên hệ Thiện cái giá tốt hơn vậy thôi. Rồi ưu đãi 120 triệu luôn à, cái này ưu đãi 120 triệu luôn. Spotlight anh em ha, Thanh Lát Silver 2023 809. Bây giờ anh em cứ nhớ cho Thiện là xe 2023 là cứ mặc định là ưu đãi và ưu đãi, bao nhiêu thì cứ nhắn tin cho Thiện, gọi điện cho Thiện ha. Được thì mình lấy xe về chơi vậy thôi, còn mua vừa bán anh Thiện chỉ cố gắng hỗ trợ anh em. Thiện là cái người ở giữa, là muốn cho anh em có cái xe và cũng giống hỗ trợ gọi là bán hàng đó, để vừa có thu nhập cho bản thân và đem về lợi nhuận giá trị cho công ty. Chờ đầu giá trị của người sale này là ở đó thôi, chứ không phải là cố gắng nói cho cái xe này dù anh em mua làm gì. Nếu mà anh em không thích thì anh em cũng không thể nào mua, đúng không anh em? Mình phải thích, mình có điều kiện kinh tế mà mình mới chơi. Thì cái dòng Spotlight này là cái dòng gọi là mini touring. Tại sao nó vậy thì anh em nhìn nè, cái đầu đèn của nó giống hơi giống xa xa chiếc Spotlight anh em ha. Chỗ này tháo được, có hai cái hùng hai bên anh em có thể tháo ra lắp để đồ. Máy 1047 1745cc vừa phải, vừa chạy đủ. Và cái máy 1.7 ở trên những cái dòng xe cũ này á, thường nó không có bị thiết cả siết về cái chuẩn Euro 5 ha, cho nên là cái tiếng máy của nó nghe ra rất là hay đó. Anh em để ý chỗ đó xíu, rất là hay nha. Rồi kế bên cũng màu bạc luôn anh em ha, cũng một Atlas Silver luôn. Thì là Breakout 2023 ưu đãi tốt anh em, hơn 50 triệu. Thì cái Breakout cái màu này thì em thấy là nó cũng hơi chậm so với lại nhiều màu đen đó, một ca năm trước. Không hiểu sao chứ thực hiện thấy cái màu này nó lên trên cái máy chrome nó cũng khá là đẹp anh em ha. Đó anh em thấy cái màu không? Có kim tuyến nữa mà, rất đẹp. Có màu blur, màu xanh á, trong tiếng xe cổ á, họ xe hơi á, họ gọi là màu blur, hơi blue á, xanh á. Đẹp mà ha. 949 triệu, quên cái giá đó đi anh em. Ưu đãi mà. Đó. Nó xe 2023 nó không có khác gì xe 2024 hết anh em ha. Đó, khác màu thôi. Còn lại để anh em muốn chơi tinh tế lấy màu này chơi ok, hợp lý hơn. À, trước khi qua chiếc này thì có một chiếc ở đây. Chiếc này là chiếc Nightster anh em ha. Nightster 2023 rồi ha, hết 22 rồi, 22 bán hết rồi. 579 đang ưu đãi 90 triệu, 489 triệu ha. Thì đời này á 2023 nó tháo sẵn cái mã luôn.
nó không có bị dính cái bát ở đây. Đời 2022 anh em tháo cái bát ở đây, cái mão ở đây thì anh em dính hai cái bát ở đây nó hơi xấu. Đó. Thì mình sang thì có logo V, logo từ năm 1970 của điện classic của Harley, thì nó còn khác gì mấy. Máy móc rồi này nọ y chang nhau anh em ha. Special thì khác chút xíu, special thì khác cái cầm đó. Rồi, xe đó thì nếu anh em muốn tinh tế đây. Xe 2022 xe lướt nè. 3.9500 2022. Có hai chiếc. Một chiếc này thì chạy 4 ngàn mấy cây. 4.8560, còn một chiếc thì chạy 300 cây tùy lựa chọn anh em thôi. Chiếc 300 cây option ngon hơn, cũng giá tiền 3.9500, có chống đổ. Ha, có gì được chơi không? Coi kênh của thiện ở bên anh em coi lại cái video báo giá ở bên quận 2 nha. Có qua chiếc đó. Cũng là ok, cái mẫu này tơ này là một chiếc xe nhỏ gọn, hợp lý cho những anh em mà bắt đầu chơi Harley. Ha, mình chạy Vivo cái máy. Rồi, qua mấy em touring đi anh em ha. Thì ở đây xe cổ cũng không nhiều cho nên là clip báo giá chắc cũng sẽ ngắn hơn chút xíu, nhưng mà thiện sẽ gọi là chi tiết hơn cho anh em chút xíu ha. Đây. Đây thì là chiếc Switchline 2024. Màu sắc King Blue cá mập, da cá mập đẹp anh em ha. Rồi, chiếc này quá đẹp. Chiếc này thật sự ra thiện thấy là một cái cải tiến quá tốt trong năm nay ha. Quá tuyệt vời luôn. Nhất là cái hộp để đồ này. Cốp cũng khá là rộng anh em ha. Sẽ có cái cảo chung với lại cái thùng đi theo xe để anh em chỉnh thùng ha. Thùng rất là rộng, thoải mái. Da nè. Da rất là mềm. Da simili. Nắp bình xăng cũng thiết kế tinh tế hơn, không phải bận sợ mất ha anh em ha. Rồi các cụm đồng hồ này nọ thì quá hiện đại, màn hình 12.3 inch. Đó. Giá thì tùy vào bản màu. Nói chung là những cái xe này thì nó sẽ có giá dao động anh em ha. Dao động từ 1 tỷ 3 cho tới 1 tỷ 4. Đó, tùy màu. Chi tiết liên hệ sau, ưu đãi sau anh em cứ liên hệ thiện ha. Dòng này. Rồi, ở đây thì là chiếc Roadline 2 màu anh em ha. Roadline Special 2 màu. 1.279 màu Rybilla Blue với lại Ray xanh dương với lại màu xám. Thì chiếc này cũng khá đẹp anh em ha, cái tông màu nó đẹp nha. Roadline lên tông màu này nhìn đẹp, nhìn hiện đại trẻ trung và chưa có chiếc nào chạy đâu anh em. Hiếm lắm. Đó. Thì giá 1.279 vậy thôi chứ giờ ưu đãi lên tới 120 đồng anh em. Lên tới 120 đồng. Có khi hơn nếu anh em thật sự thích. Anh em lên gặp thiện trực tiếp ha, liên hệ thiện thì giá tốt hơn. Đảm bảo với anh em luôn. Giá tốt nhất luôn luôn là anh em liên hệ trực tiếp và lên đây gặp thiện ha. Rồi, Switchline Special màu đen 1229 2023. Cứ auto là 100 gì đấy. Đó, anh em thấy chưa? Ok anh em ha. Switchline. Còn đây là Roadline ST màu trắng Washington 1.329, quên giá này luôn anh em. Anh em cứ nhắm chừng cứ 120 tới 150 tùy mẫu ha. Xe này ok nè anh em. Chạy máy 117 luôn, 1.923 cc, ok luôn anh em ha. Còn đây là Heritage Classic anh em ha. Đó, màu đen 949 triệu, ưu đãi cũng tốt á, 50 triệu trên. Heritage là lòng rồng, như là Heritage Classic là dòng xe cao cấp anh cả của nhà Softail anh em ha. Mẫu xe huyền thoại rồi, rất đẹp ha. Đó, thì xe vòng vòng chỉ vậy thôi anh em ha. Báo giá thì nãy giờ cũng đâu đó hơn 20 chiếc thôi, vòng vòng vậy. Còn đây là phụ kiện. Đó, phụ kiện xe Harley Davidson nè anh em. Đó, với cái túi nè, anh em tìm túi mà để gắn đi chạy xe nè, ok nè. Đó. Rồi, đằng kia thì là có quần áo nhưng mà cũng ít hơn so với lại bên xe lai. Nói chung là showroom này còn phải đang trong quá trình gọi là cải tạo lại nè. Đó, tương lai sẽ rất là hoành tráng nha. Tại vì ở đây nó có cái sân. Ở đây nó có cái sân trước này nè, anh em để xe sự kiện này nọ cũng vui, giống như hôm bữa sự kiện vừa rồi á, Bike Fest á, cả trăm xe đậu á, cũng khá là vui anh em ha. Rồi. Ok anh em ha, thì thiện mới vừa gọi là báo giá với lại review nhanh mấy cái xe cho anh em. Thì showroom quận 7 đó giờ thì hiện giờ đang gọi là trong quá trình gọi là càng ngày càng hoàn thiện hơn, cho nên là cũng chưa có gì nhiều mới ngoài xe thì báo giá như vậy.
Thật ra thì chủ yếu vẫn ở bên Sala quận 2 thì Thiện làm việc xoay tour. Ví dụ như một tuần thì Thiện có thể làm ở đây 2 ngày. Rồi còn lại những ngày còn lại thì Thiện làm bên quận 2 là nhiều anh em ha. Nhưng mà anh em cứ yên tâm liên hệ Thiện ở bất cứ showroom nào cũng được. Cứ liên tới showroom gọi là gặp Thiện ha, Thiện Highlight thì Thiện sẽ hỗ trợ anh em. Ví dụ Thiện anh em muốn qua quận 2 mà hôm nay Thiện làm quận 7 đi chăng nữa, Thiện cũng sẽ chạy qua hỗ trợ anh em rất là nhanh, rất là dễ lắm. Thiện chào quay trở lại, ok mà không vấn đề gì hết. Cho nên là ok, thì clip báo giá ở bên quận 2 thì làm rồi. Thì cứ đầu tháng, là giữa tháng, là cuối tháng thì cứ luôn luôn cập nhật tình hình giá với lại ưu đãi vậy cho anh em, để anh em có thể cập nhật giá xe. Và những anh em nào mà ở xa, ở tỉnh, không có thời gian ha, thì coi cái video này đó. Rồi thích xe nào thì cứ liên hệ Thiện qua số điện thoại quen thuộc là 0902474677 anh em ha. Cảm ơn anh em đã kiên nhẫn dành thời gian theo dõi video. Thì anh em nào thích video này hãy cho Thiện một like, một subscribe, để lại comment và chia sẻ video này. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Yes.